Hello everybody, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Mỹ Vân Canada. Mấy hôm nay thì các bạn cũng xem rất là nhiều những cái video về lễ hội Tết Việt của Mỹ Vân đã quay ở tại Sài Gòn. Thì thực sự mà nói, nếu mà quay tất cả những cái nơi ở tại Sài Gòn mà không quay phim ở tại chợ Bến Thành thì mình cảm thấy là quá có lỗi, phải không các bạn? Tại vì chợ Bến Thành cũng là một trong những cái the best icon of the city. Nó là một trong những cái biểu tượng của văn hóa lịch sử lâu đời ở tại Sài Gòn. Thì ngày hôm nay cũng như bao nhiêu con đường khác, chợ Bến Thành cũng khoác lên cho mình một chiếc cái áo mới thật là xinh đẹp bởi những cành mai, bởi những cây hoa đào. Và thực sự ra với chợ Bến Thành có một cái sắc thái riêng, một cái màu sắc rực rỡ riêng, tuy nó không có lộng lẫy như là lễ hội Tết Việt như các bạn đã xem những cái video trước của Mỹ Vân, nhưng thực sự khi tới đây làm cho con người ta gợi nhớ lại biết bao nhiêu những cái kỷ niệm ngày xưa. Mỹ Vân cũng ở Sài Gòn 20 mấy năm nhưng mà thực sự ra chưa bao giờ có những cái tấm hình ở chợ Bến Thành. Đây cũng là cái video đầu tiên mà Mỹ Vân quay ở chợ Bến Thành. Với cái khung hình là đằng sau là cái chữ chợ Bến Thành, nó cũng là với kỷ niệm với riêng Mỹ Vân. Hy vọng là những người con xa xứ ở tại hải ngoại và đặc biệt là những người đã từng sinh sống ở tại Sài Gòn, khi xem cái video này của Mỹ Vân thì sẽ giúp cho các bạn vơi đi phần nào đó, bớt đi cái nỗi nhớ nhà của mình. Nhớ subscribe kênh cho em nha. Ok, thì có đôi lời như vậy với các bạn, và Mỹ Vân biết rằng các bạn ở nơi xa, ở những nước như là Europe hay là Bắc Mỹ thì rất là lạnh, thời tiết bây giờ lạnh lắm. Nên là khi các bạn xem cái video này của Mỹ Vân thì các bạn cũng cảm thấy ấm lòng đi phần nào. Tại vì thời tiết ở Sài Gòn bây giờ, cho dù là 5 giờ 30 chiều của ngày 30 tháng 1 năm 2024 mà thời tiết bây giờ vẫn là 31 độ C các bạn, vẫn còn rất là nóng ạ. Nhưng mà thôi, từ xứ lạnh mình quay trở về đây và được cái thời tiết nóng như thế này thì cảm thấy là happy vô cùng các bạn. Bây giờ không nói nhiều và làm mất thời gian của các bạn nữa, thì Mỹ Vân sẽ đưa các bạn đi một vòng quanh chợ Bến Thành để các bạn xem là các cái tiểu cảnh và Sài Gòn chuẩn bị mùa xuân đến đâu rồi nha. Ok, let's go. Những cái cành mai vàng ở đây nó rất là đẹp ha. Nhìn nó là giả nhưng mà nhìn cũng thật lắm các bạn. Đẹp lắm, so beautiful. Cũng chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa là Tết Nguyên đán năm Canh Thìn 2024 đã tới. Thì thực sự là khắp nơi, từng con đường, từng ngõ ngách của Sài Gòn, chỗ nào cũng trang trí những cái tiểu cảnh về mùa xuân. Rực rỡ, đẹp lắm các bạn. Xinh xinh ha, cầm hoa rồi đi chụp hình. Cái thời tiết nó quan trọng lắm phải không các bạn? Tại vì mình ở Canada mà có muốn mặc những bộ quần áo như vậy rồi đi ra ngoài chụp hình nó cũng khó vì nó quá lạnh đi. Cái thiệt thòi của người nước ngoài ấy, như bao nhiêu năm Mỹ Vân sống ở Canada thì đến mùa Tết, nếu mà nó trúng phải cái ngày weekend á thì mình mới có những cái ngày tiệc tùng, rồi là những cái hội chợ của người Việt chỉ diễn ra trong một ngày thôi. Còn nếu mà không trúng weekend thì mình phải làm sớm trước một tuần, hai tuần, nên nó cũng không còn ý nghĩa nhiều. Giống như là sinh nhật mình mà làm trước một tuần, hai tuần thì đến ngày sinh nhật mình cũng không thấy có ý nghĩa. Các bạn nhìn kỹ chợ Bến Thành nha. Ở nước ngoài mà nhìn những cảnh này là chắc là nhớ dữ lắm ạ. Ở đây họ đang chuẩn bị sẵn một cái sân khấu, có thể là weekend này chắc là có một cái đại nhạc hội gì đây. Ở khu vực này thì Mỹ Vân thấy nhiều người. Ở đây chụp hình và các công tác chuẩn bị của mọi người cũng đang sẵn sàng rồi. Đây là một trong những cái gian hàng, có thể 1-2 ngày nữa hoặc là cuối tuần nó sẽ đông hơn. Nếu được thì Mỹ Vân sẽ cuối tuần sẽ đến đây quay lại cho các bạn. Đây là những cái
tiểu cảnh đây chắc chắn hứa hẹn là một khung cảnh thật là đẹp luôn. Ở đây cho trong vòng vài ngày nữa thôi, nhìn những cái lu gốm nè, rồi những cái đọ tre, đọ nứa, rồi những cây mai. Trước đây ở chỗ này là cái tượng ông Đức Thánh Trần Hưng Đạo, và bây giờ đã rời sang chỗ khác. Ở chỗ này làm cái nơi để em bé nhỏ xíu xịt xiu và có những cái áo dài rất là xinh. Mỹ Vân nghĩ đây là những cái một trong những cái gian hàng sẽ trưng bày bán đồ ở đây, nên họ làm những cái gian hàng bằng mái tre. Ở Canada mà chở được những cái vật liệu này sang để làm hội chợ thì chắc đẹp lắm ha các bạn. Trời bắt đầu dần dần xuống tối và thời tiết bây giờ nó có mát hơn rồi các bạn. Người đổ về đây càng ngày càng nhiều. Chưa biết ở đây nó gọi là cái đưa cái tên gì vào đây cho cái lễ hội, có thể lại là lễ hội Tết Việt nữa chăng. Rất nhiều chị em gái áo vàng, áo đỏ, áo xanh đến đây để tạo nên một khung cảnh Tết nó nhộn nhịp. Hôm nay là thứ hai đầu tuần nên là nó cũng không đông mà gì mấy. Sơ khung cảnh của chợ Bến Thành nó như vậy ha các bạn. Mọi người đang chuẩn bị. Mỹ Vân nghĩ là sắp tới đây là một cái lễ hội rất là lớn ở đây nè. Mọi người đang chuẩn bị rồi. Wow, đẹp ha. Mái tranh nè. Các bạn nhìn thấy không? Toàn những đồ bằng tre, mây tre nứa không ạ? Để từ giờ đến cuối tuần lúc nào mà họ hoàn thành nữa thì Mỹ Vân sẽ tới đây quay lại một lần nữa cho các bạn xem. Trời, mệt quá nằm ngủ. Một vườn mai luôn này, xinh xắn ha. Các bạn nhìn thấy phía đằng sau lưng Mỹ Vân là mọi người đang ráo riết làm để chuẩn bị cho xong. Mỹ Vân nghĩ là tới cuối tuần này một cái lễ hội rất là lớn sẽ được tổ chức ở đây. Đương nhiên rồi ạ, tại vì là chợ Bến Thành là một cái icon of the city. That's why nếu mà họ không làm những cái lễ hội lớn như thế này thì thực sự ra là không có challenge được với những cái lễ hội khác ở như là nhà văn hóa thanh niên, hay là công viên Lê Văn Tám, hay là công viên Tao Đàn. Mỹ Vân thấy là công viên Tao Đàn cũng đang chuẩn bị cũng rầm rộ lắm rồi ạ. Sẽ cố gắng quay cái video ở công viên Tao Đàn cho các bạn xem. Và quay thêm một cái video nữa ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và là đường hoa Nguyễn Huệ đó. Xem bây giờ công tác chuẩn bị của họ tới đâu rồi. Các bạn đón xem nhé. Mỹ Vân sẽ sắp ra là video coming soon, soon, very soon. Hy vọng là với cái video này sẽ gửi gắm tới bà con kiều bào ở các nước như là Europe hay là Bắc Mỹ những cái không khí và những cái hơi ấm mùa xuân ở tại quê nhà đến cho mọi người. Và mong rằng là với cái video mùa xuân này sẽ giúp cho mọi người ở nước ngoài vơi đi bớt phần nào nỗi nhớ nhà, vơi đi bớt phần nào nỗi nhớ quê hương. Và gửi cái video này đến cho các bạn cũng ở Việt Nam nhưng mà không có điều kiện để về Sài Gòn tham dự lễ Tết Nguyên Đán, thì các bạn cũng có một cái nhìn chung về Sài Gòn đang khoác trong mình chiếc áo mới về mùa xuân như thế nào. Cảm ơn các bạn đã luôn thương mến Mỹ Vân và đã luôn chọn kênh Mỹ Vân Canada làm cái nơi mà giải trí cho các bạn.
tất cả những cái văn hóa ẩm thực khắp nơi trên thế giới. Khi Mỹ Vân đi tới đâu thì Mỹ Vân sẽ cố gắng quay lại để cho các bạn xem và các bạn có thêm những cái trải nghiệm mới. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mỹ Vân mến chúc cho các bạn đón một năm mới thật là nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và thật nhiều an yên. Happy New Year 2024 to everyone in the world. Thank you. Bye. Đây là con đường chính ngay cái vùng binh của chợ Bến Thành đó các bạn.